tìm ra thủ phạm khiến bé gái tử vong và nhiều người ngộ độc trong tiệc Trung thu. Trường cho học sinh nghỉ học vì mâu thuẫn với phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyết còi. Vụ thiếu niên 14 tuổi xả súng tại trung tâm thương mại Bangkok đang điều trị tâm thần, phát hiện trong nhà có nhiều súng đạn. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đến với tiêu điểm tuần của báo Tiền Phong. Và như thường lệ, mở đầu sẽ là những tin vắn trong nước đáng chú ý. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, thì thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An, về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 4, điều 169 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sơn là đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo thông tin ban đầu, Sơn và cha của bé gái là bạn bè. Sau khi nhận được gần 1 tỷ đồng do gia đình bé gái chuyển qua tài khoản, kẻ bắt cóc đã chuyển trả nợ cho 12 người. Ngay lập tức, công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi số tiền mà gia đình đã bị đối tượng chiếm đoạt. Anh LTT, bố bé gái, chia sẻ khi biết bé bị bắt cóc, gia đình đã vô cùng hoảng hốt, lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên. Chị BGH thì cũng cho biết, hơn 6 tiếng đồng hồ con gái bị bắt cóc, cả gia đình như ngộp thở. Chỉ đến khi nghe công an báo tin đối tượng đã bị bắt, con gái được giải cứu an toàn, thì tôi mới trút bỏ được áp lực nặng nề. Số tiền gần 1 tỷ đồng vợ chồng tích cóp bấy lâu nay bị đối tượng chiếm đoạt cũng nhanh chóng được công an thu hồi lại. Sáng ngày 5 tháng 10, UBND tỉnh Long An cũng đã quyết định thưởng nóng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ đối tượng bắt cóc, giải cứu bé gái. Ngày 5 tháng 10, thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vi khuẩn Salmonella SPP có trong phân của 2 trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc Trung thu tại chung cư Palm Hay. Đây là kết quả ban đầu về nguyên nhân khiến một bệnh nhi tử vong và 50 người bị ngộ độc. Trước đó vào ngày 29 tháng 9, Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư Palm Heights, Palm City đã thuê đơn vị tổ chức sự kiện mừng Trung thu tại khu vực nội khu chung cư lúc 17 giờ. Tại sự kiện, một quán cà phê đã tài trợ bánh su kem. Khi nhận bánh, ban tổ chức kiểm tra và ghi nhận bánh được bọc kín bằng ni lông từng cái riêng lẻ, có hộp giấy bên ngoài, trên bao bì có ghi rõ nhãn hiệu. Theo đơn vị tài trợ báo cho ban tổ chức thì bánh được sản xuất trong ngày. Đến ngày 1 tháng 10, Ban Quản lý chung cư Palm Heights, Palm City nhận được thông tin về 5 trường hợp trẻ em ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn, ói, sốt. Đến sáng ngày 2 tháng 10, Ban Quản lý chung cư ghi nhận thêm một số trường hợp có triệu chứng tương tự. Trong số trẻ nhập viện, có một trẻ đã tử vong. Sau sự việc Phú Lê mặc trang phục hoàng đế ngoại quốc biểu diễn tại trường học trên địa bàn, ngày 4 tháng 10 mới đây thì bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký công văn yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường giám sát, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiện nguyện trên địa bàn. Trước đó, trong lễ Trung thu cho các em học sinh ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Phú Lê đã xuất hiện phản cảm trong trang phục hoàng đế nhà Thanh, Trung Quốc. Đáng chú ý, hiệu trưởng của ngôi trường thậm chí còn nhảy múa phụ họa cho tiết mục này. Việc Phú Lê ăn mặc như vua chúa nhảy múa hát hò trong chương trình trao quà Trung thu tại trường học dưới sự chứng kiến của gần 500 học sinh khiến dư luận dậy sóng. Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú, sinh năm 1980, quê Yên Bái. Phú Lê từ lâu vốn được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội khi từng tham gia đóng một số video âm nhạc và phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực. Tháng 8 năm 2020, Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung hai người phụ nữ lớn tuổi tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 14 tuyển thủ bóng bàn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang ăn ở luyện tập tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dù được ăn theo chế độ 320.000 đồng mỗi ngày một người, nhưng vẫn thường xuyên bị đói, phải ăn thêm mì gói, tự bỏ tiền ra mua đồ ở ngoài hoặc chờ bố mẹ gửi đồ ăn vào. 14 tuyển thủ bóng bàn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang ăn ở luyện tập tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đội thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, được duy trì bằng tiền ngân sách của Cục Thể dục Thể thao. Các tuyển thủ trẻ phải ăn tại nhà bếp của khu Liên hợp với chế độ luyện tập 6,5 tiếng chia làm 2 buổi mỗi ngày và một buổi học văn hóa. Chế độ ăn uống của các tuyển thủ trẻ này lẽ ra phải rất phong phú và đa dạng.
hàng ngày thì bọn cháu là được cấp bao nhiêu tiền ăn? Hàng ngày bọn cháu được cấp 320, buổi sáng 100, buổi trưa thì 120, buổi tối thì 100. Đói quá à? Thì bọn cháu ăn mì. Ăn gì? Mì gói ạ. Mì gói đúng không? Vâng. Tức là mua mì gói về đây ăn à? Vâng. Có bao giờ phải ra ngoài để mua đồ ăn không? Có. Khi nào? Khi nào cháu đói quá thì cháu đi ra ngoài đi mua đồ ăn. Đây phần ăn tối hôm qua. Ừ, cháu chủ xem phần ăn tối hôm qua có những cái gì nào. Đây, phần ăn tối đây đúng không? Vâng. Đây là mấy người, 8 người hay là 5 người? 8 người. 8 người đúng không? 8 người. 8 người có một đĩa thịt kho cá. Canh rau. Vâng. Ừ. Sáng nay các cháu được ăn những cái gì? Một bịch xôi như này với một chai nước. Chai nước đấy tầm 12-13 nghìn gì đó. Ừ. Một chai nước ngọt đúng không? Vâng. Và một cái phần xôi như này. Vâng. Khu nhà ở của các vận động viên nằm ngay cạnh sân vận động Mỹ Đình, luôn trong trạng thái được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế đi lại. Phóng viên đã vào tận nhà ăn. Và đây là mâm cơm chiều trị giá 800.000 đồng theo quy định cho 8 vận động viên tuyển trẻ quốc gia. Trong nhà bếp, các thực phẩm đông lạnh này được trữ sẵn để nấu ăn trong thời gian dài. Cá ba sa cắt khúc, nem thịt rán hay chả mỡ Hà Nội chất đầy trong ngăn đông. Chưa nói về vấn đề giá cả, những loại thực phẩm này liệu có thể đáp ứng được nhu cầu tập luyện cường độ cao của các vận động viên trẻ và cả nhu cầu phát triển cơ thể, vì các tuyển thủ này đều đang trong độ tuổi vị thành niên, từ 13 đến 17 tuổi. Thông tư 86 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Theo đó, mỗi thành viên đội tuyển trẻ quốc gia sẽ có chế độ ăn là 320.000 đồng một ngày. Dù được nhà nước cấp 320.000 đồng tiền ăn mỗi ngày, nhưng các tuyển thủ trẻ bóng bàn quốc gia vẫn đang thường xuyên bị đói. Những bữa ăn trị giá 800.000 đồng cho 8 người này không khác gì những suất cơm bình dân. Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào ngày 3 tháng 10 tại trung tâm thương mại Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan, khiến hai du khách Trung Quốc và Myanmar thiệt mạng, hai du khách Trung Quốc và Lào bị thương. Vụ việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi nghi phạm mới chỉ là thiếu niên 14 tuổi với nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi bị cảnh sát bắt, nghi phạm tuổi thiếu niên đang trong tình trạng bối rối và không thể giao tiếp tốt. Trước đây, thiếu niên này đã được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở bệnh viện Rajavithi ở Bangkok. Lời khai sơ bộ của nghi phạm cho biết, cậu cảm thấy có người sẽ làm hại mình nên đã chọn cách bắn để tự vệ. Cậu cũng thừa nhận khẩu súng hơi cải tiến của mình có được là nhờ mua trên mạng. Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã đến khám xét căn phòng của nghi phạm tại quận Bang Kha, Bangkok và phát hiện có nhiều loại súng đạn trong phòng cùng một tờ ngắm bắn mục tiêu. Hiện giới chức địa phương dự đoán vụ việc có thể sẽ gây tranh cãi vì mức án đối với các tội phạm hình sự chưa thành niên thường không quá nghiêm khắc. Có ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương hôm 3 tháng 10 sau khi một chiếc xe chở khách du lịch đi cắm trại lao xuống khỏi cầu vượt gần Verni ở miền Bắc nước Ý rồi bốc cháy. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Ủy viên Hội đồng thành phố Venice Renato Porraso cho biết tài xế mang quốc tịch Ý 40 tuổi đã bị ốm trước vụ tai nạn. Người này cũng đã tử vong. Ông cho biết chiếc xe chở 40 hành khách, trong đó có 21 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Số người thiệt mạng còn có thể tăng vì một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các quan chức cho biết chiếc xe đã rơi từ độ cao khoảng 15 mét xuống đường dây điện và bốc cháy vào khoảng 19 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc đưa các thi thể ra ngoài. Mới đây, thì Chủ tịch thứ 55 của Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy, đã bị mất chức trong cuộc bỏ phiếu gây sốc do phe nổi dậy trong chính đảng Cộng hòa đưa ra. Lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của mình, vào hôm 3 tháng 10, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện với số phiếu 216-210, bao gồm 8 phiếu đến từ Đảng Cộng hòa, nơi ông McCarthy là thành viên. Theo CNN, một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ choáng váng và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ông McCarthy bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện.
Một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thông báo sẽ đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm nhiệm vị trí này. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ưu tiên của ông là chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng và ông sẽ chỉ chuyên tâm vào cuộc đua này. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện tiêu điểm của bản tin tuần này. Mới đây thì trên mạng xã hội đã đăng tải thông báo của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về việc từ chối công tác giáo dục đối với một học sinh lớp 12A3 do phụ huynh của em này đã nói xấu nhà trường liên quan đến hoạt động thu chi quỹ của ban phụ huynh. Trước sự việc lùm xùm này thì sáng ngày 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu nhà trường gọi ngay em học sinh này quay lại trường học. Trước đó, ngày 25 tháng 9, ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, ký thông báo gửi phụ huynh có con học lớp 12A3 mời đến làm việc, nếu không sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh. Trả lời báo chí sau đó, ông Dũng cho biết, trường có thông báo mời phụ huynh đến làm việc, nhưng không phải vì vấn đề thu chi, mà vì phụ huynh đã có tin nhắn với nội dung xúc phạm danh dự nhà trường trong nhóm lớp. Tuy nhiên, anh Tê phụ huynh lại khẳng định, tin nhắn của ông không xúc phạm nhà trường, đồng thời công khai toàn bộ đoạn hội thoại đã nhắn trên nhóm lớp. Theo ông Tê, phụ huynh có quyền được thắc mắc những vấn đề đó và nhà trường phải có trách nhiệm giải thích, chứ không phải phụ huynh phải giải trình về những gì mình hỏi với nhà trường. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, sau khi nắm bắt được câu chuyện trong tối ngày 4 tháng 10, Sở ngay lập tức chỉ đạo yêu cầu trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân phải cho học sinh đi học lại theo đúng quy định. Không thể vì lý do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với phụ huynh rồi hiệu trưởng ra thông báo xem xét đình chỉ. Học sinh có tội gì mà lại đình chỉ học? Trường phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh, không thể làm như vậy được, ông Cường nói. Sáng ngày 5 tháng 10, thì ông Võ Ngọc ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết đã nhận được quyết định từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận bồi thường oan sai cho cha ông là ông Võ Tê, người đã bị khởi tố bắt giam oan 43 năm trước. Nạn nhân bị oan sai cũng đã qua đời hơn 29 năm. Theo chia sẻ của ông Võ Ngọc, gia đình chấp nhận bồi thường nhưng số tiền 1,9 tỷ đồng không thể bù đắp được những mất mát về vật chất tinh thần của gia đình. Nhất là việc cha ông đã bị bắt oan mang thân phận bị can giết người cướp tài sản hơn 40 năm qua. Và 1,9 cũng chính là con số ấn tượng chúng tôi lựa chọn trong tuần này. Bốn mươi ba năm trước, trên địa bàn thôn 3 xã Tân Minh, nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, đã xảy ra vụ án bà Phan Thị Khanh trên đường đi bẻ bắp từ dãy trở về thì bị sát hại, cướp đi 1,6 lượng vàng. Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố bắt tạm giam ông Võ Tê, thầy thuốc nam sống cách hiện trường khoảng 300 mét với cáo buộc giết người, cướp tài sản. 5 tháng sau, ông được công an tỉnh thả về vì không đủ chứng cứ kết tội. 3 năm trước, sau nhiều năm ròng rã thu thập chứng cứ tìm kẻ giết mẹ mình, anh Đỗ Thanh An, con trai nạn nhân Khanh, đã có đơn gửi công an Bình Thuận tố cáo hung thủ thực sự là Trương Đình Chi, hiện đã thay đổi tên họ và thay đổi chỗ ở nhiều lần. Từ đó, gia đình ông Võ Tê được một số luật sư hướng dẫn làm đơn kêu oan gửi các cơ quan có thẩm quyền. Nhiều khu tập thể gỗ tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có tuổi đời gần 70 năm, đến nay thì đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn hộ đã bị sập cả sàn gỗ. Người dân ở đây mong chờ sẽ được sớm di dời để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Và những hình ảnh ấn tượng này cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Ghi nhận tại tập thể gỗ số 11, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Cầu thang lên tầng 2 đã mủn gần hết. Nếu gió mạnh có thể sập bất cứ lúc nào. Ở ngay căn hộ đầu cầu thang của khu tập thể, người dân đã phải gia cố tấm lưới sắt vá víu sau vụ sập cách đây vài tháng. Rất may, khi đó không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người. Căn phòng đầu cầu thang rộng khoảng 20m², cơi thêm gác xép, vừa là chỗ ngủ, phòng khách, nơi ăn uống của 5 thành viên trong một gia đình. Giá để đồ nấu ăn, bát đĩa kề sát tường để giảm sức nặng cho các trụ gỗ dưới tầng 1. Hành lang bên ngoài được gia đình cải tạo làm chỗ nấu ăn. Gỗ này thì đã mọt, đã thủng bao nhiêu năm rồi, xuống cấp cực kỳ nhiều. Cột là bị mọt hết, sập sệ rồi. Thế thì mong muốn của những hộ dân ở đây là được chuyển đi. Đấy.
chuyển đi cái nơi ở cho nó an toàn hơn. Không sợ nhất là lúc mưa gió hay là có bão cái rất dễ sập. Mà sửa chữa như vậy rất nhiều lần rồi, mà nó xuống cấp. Phía bên kia đường là tập thể gỗ số 10. Ngoài tầng 1 cho thuê bán hàng, tầng 2 chỉ còn 3 hộ dân đang thuê sống. Đường điện bên trong tập thể đi trần, nhiều đoạn dây bị ải do nước thấm lâu ngày từ trần xuống. Cả hành lang tối tăm, ẩm thấp. Vừa đi vừa phải dò đường do nhiều đoạn đã bị lún từ lâu. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết các khu nhà gỗ này do các bộ, ngành trực thuộc Trung ương quản lý sử dụng và bố trí cho các cán bộ công nhân viên vào ở. Do các nhà gỗ thuộc diện nguy hiểm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chủ trương di chuyển khẩn cấp. Đợt 1 vào năm 2006 đã di chuyển các hộ dân tại 7 khu nhà gỗ đặc biệt nguy hiểm. Hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần lõi nhà gỗ. Đợt 2 năm 2013 đã di chuyển các hộ dân tại 2 khu nhà gỗ bị cháy số 13 và C8, cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Lý giải nguyên nhân chậm di rời 8 khu nhà gỗ còn lại do sự bất cập, không đồng bộ về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khiến một số hộ dân kiến nghị. Để có cơ sở triển khai thực hiện, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép được lập chứng thư xác định lại giá đất cụ thể tại thời điểm hiện tại để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Dự kiến đến hết năm 2028 sẽ di chuyển toàn bộ các hộ dân tại các khu nhà gỗ còn lại trên địa bàn.